trân trọng kính chào quý vị và các bạn nhé. Mình đang đứng ở trước một tòa nhà là một nơi thờ phượng của cha Trương Bửu Diệp. Đây là một tòa nhà rất là lớn, ngày xưa thì nhỏ hơn nhưng mà bây giờ mình thấy rất là to lớn. Người ta đã lấy nhiều cái căn building chung đó, và nơi đây là một cái nơi mà người ta có thể tới thăm viếng, tìm hiểu về tiểu sử cuộc đời của cha Diệp. Đồng thời mình nghe nói là nếu mà ai có những cái việc gì muốn cầu xin cha đó thì đa số là đều được tọa nguyện, cho nên là một cái nơi thờ phượng rất là tốt. Thành ra mình xin trân trọng giới thiệu với các bạn, ở đây là trên mặt đường Euclid gần với ngã tư Hazard hay là ngã tư Westminster đó ạ.